Qua quá trình rà soát các thông tin của các nhà cung cấp về đường ống thì mình sẽ thấy ống qua sen cũng có thể đáp ứng được tất cả các cái yêu cầu kỹ thuật mà dự án đề ra, như vậy cái tiêu chuẩn vật liệu, tiêu chuẩn về các quy trình sản xuất, quy trình mạ kẽm của quý công ty thì mình thấy nó cơ bản nó đã đạt yêu cầu, nên mình tiếp xúc và khi đánh giá thực tế tại nhà máy thì mình thấy nó đạt, nên là quyết định chọn quý công ty đồng hành trong dự án này. Cái quy trình phục vụ của các bạn từ giai đoạn thương mại ban đầu cho đến cung cấp hàng thì tôi đánh giá khá cao. Hy vọng là các công trình sau thì quý công ty phát huy tinh thần này và đồng hành cùng chúng tôi những dự án tiếp.